Nếu bạn có nhu cầu mua ARK Liên Minh hoặc Liên Quân thì có thể mua tại arcvip247.com. Mày lại đây anh em. Anh nào đang xem thì đừng quên là kéo xuống ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá anh em. Ok. Trận này thì mình sẽ đi cần một bạn gọi là khô máu với tôi. Một bạn khô máu với tôi. Gravet à? Ok. Quẩy với Gravet luôn. Khô máu nhá. Đánh phải là khô máu nhá Gravet ơi. Đánh tự tin lên cho tôi. Có tôi pet bọc kê ở đây rồi. Chơi luôn, chơi luôn. Không mất máu, không mất máu. Cho nó kéo. Cho nó kéo. Bắn thẳng mặt, bắn thẳng mặt. Không mất máu. Thôi thôi thôi. Vào trụ gì gì, vào trụ gì xem. Ôi sao rồi. Em thấy không? Không phải có bị mất máu đâu. Ui. Chúng ta gọi là bị kéo quá nhiều. Cho nên mới bị chết rồi đấy. Em thấy không? Một khi mà con Lexi này anh em lên theo chiều hướng là FP thì thôi. Đảm bảo với anh em là đừng hỏi độ bá. Con này bị kéo gọi là mấy phát trụ luôn. Phát bán trụ cho nên là rất khó để cho mình có thể bảo kê được. Cái game hơi to. Cố lên anh ơi. Ok em. Ta có khả năng dọn dẹp lính rất là nhanh mà. Sâu tạt CC của anh đi. Có gì đâu mà cho anh em xem. CC chỉ có 10 triệu thôi. Nào mà đến cùng thì có thể đợi trận sau nhá. Sao kéo dính tôi được? Từ từ từ, ủa? Lá chắn đâu, lá chắn đâu? Mày à bữa ấy? Đùa với tôi à? Về thôi, về thôi, về thôi. À, ông này chắc là sai là chắn rồi. Đậu xanh. Mình đang mải đọc chat của anh em một chút. Ngày đó gọi là chơi kỳ quá. Chơi kỳ quá anh em. Thì là đếm thúi qua đi. Ông nào đâu? Khá đích à? Ủa? Nhiều lính quá, nhiều lính quá. Ở Kha'Zix đâu? Kha'Zix sao hổ báo vậy? Đang còn trận. Mình đang dọn dẹp lính mà ông ơi. Ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Ở đây. Ôi, nguy hiểm lắm anh em. Ủa. Người lột vào. Cách bảo kê của năm ở đây. Có tắt đèn. Mày về mất rồi. Sát lực mới mạnh. Đúng
mà con này sức lực cũng, cũng mạnh. Và anh em lên theo kiểu quá. Cứ đang bê bê phát là bọn này nó me nó rinh mình cũng kéo mình. Trời ơi, tắt đèn trà thấy của bạn của tôi đâu mà hộ thể nữa. Đèn có chịu phết. Mày là hơi yếu rồi. Chúng ta lên những cái món đồ đúng kiểu như là anh em lên sát lực thì quá bình thường rồi đúng không? Cường đồ dị mà anh em. Chúng ta lên những cái gì mới lạ một chút đi. À, hàng này có chịu ghê. À, tăng được kéo. Sắp lực bắt đấm mông này vỡ mồm luôn rồi. Thử nghiệm cái gì mới, cái gì mới lạ anh em. Anh em mà chúng ta chơi sắp lực thôi thì quá là điều bình thường rồi. Đâu ơ thôi nó kéo vào trụ ấy bạn ơi, kéo trụ là ảo ấy. Có tắt đèn, mục tiêu được chọn đó chính là ai đây, đó chính là Kha'Dix rồi. Bây giờ tôi sẽ lên hỗ trợ ông này tiếp. Đấy đây. Biến vào trụ. Quải quá đấy. Làm gì đấy anh em mình đâu. Hay quá. Tăng trụ không mà là mất máu rồi anh em. Không mất máu. Không bao giờ mất máu luôn. Trời ơi. Em thấy đỉnh không? Ui trời ơi ông này. Không thể nào mà mất máu được. Hộ giá. Trời ơi anh em đó. Rồi xong rồi. Anh em cù nhây quá, không chịu về. Anh em không chịu về mua đồ gì cả. À, chúng ta sẽ lên thêm một cái món. Ờ, để bạn xem nào. Rất là nhiều gọi là đam. Chúng ta gọi là tung hoành ở top. Ờ, à, kháng phép, kháng phép. Đây, chúng ta sẽ lên thêm một cái dây chuyền đấy nữa. Xong rồi tắt đèn. Tiêu được chọn nó chính là ai đây? Không phải sợ.
Dăm ba cái thằng này. Chạy đâu còn sâu. Chuẩn anh em thấy không? Đùa chứ tôi chơi lên xin anh em. Đây đây, tôi đến. Không chết được đâu. Không chết được. Vừa đứng im. Không sợ anh em. Dăm ba một cái thằng này. Đã bắt đặt anh em tôi à? Thua. Tôi bỏ cái ông này á. Này sao hết máu rồi? Chơi là cố máu. Khô máu luôn nha anh em. Trộm con tì của mình. Ăn trộm con tì của tôi. Cái sao chúng ta chết rồi. Thận bị lôi nhá. Một thằng lôi dính mất là nó lôi để trụ luôn. Phải lôi dính một phát này. Sau đó cái thằng người vào ấy. Mình kích rồi. Chụp à? Đứng im. Băng trụ rồi. Thấy không? Ông Kai'Sa này không bị mất máu luôn mà. Đúng rồi. Gọi là biến được thêm ông kia ở trong trụ kia trong nữa. Ghê thật. Ui. Ít liếm ghê đấy. Ok, anh em tập trung ăn rồng các kiểu con là điểu đi. Này hơi lâu ấy. Thì mình không có đam. Mình đi đồ theo hướng gọi là FP anh em. Anh em nên chơi thử. À, cả đích theo tôi. Ăn trụ luôn. Bảo không bị mất máu. Tôi đẩy đích nốt cái đầu với này đó. Rồi. HP anh ơi. Biến nó mày. Biến mày. Gì vậy? Đó này. Đứng im. Đứng im là không chết. Còn di chuyển là chết. Quá nhiều giáp. Về. Về anh em. Nãy pha đấy mình gọi là cứ bị. À mà ra mình bật cái vịt cây anh em. Cây cho nên là nó. Đó là cái ra ơi sức mạnh với thuật thôi nào. Một chút máu đi, tăng thêm độ trâu bò. À, cái bạn nửa đam nửa phép. Ủa ơi táp phẩy sao chơi anh em. Thoải mái bác trụ. Thoải mái bắt trụ. Ôi. Kỹ thuật thằng bạn tôi gái. Ui. Hỗ trợ 31 anh em. Đáng sợ. Dây chuyền thập mình đã lên rồi. À đâu, cái này dây chuyền Sorari mà. Anh em ơi. Chơi là anh em không đẩy trụ. Không phải giận. Máu quá. Làm bắt anh em tôi sao? Đưa nó cái xa. Xem bạn thở chút đi. Anh em về nào.
Ok. Món tiếp theo thì mình chúng ta sẽ lên món gì bây giờ nhỉ? Một cát. Triệu pha lê. Mình nghĩ là chúng ta nên cái món này có thể đuổi cái đợt tốc độ dễ hơn ấy. Tốc độ chạy nhanh quá chúng ta không kịp W vào người. Baron luôn. Trời ơi. Giáp vậy sao chơi anh em? Ok, đợi chút mình về mua cái giáp liệt sĩ gái. Trời ơi. Rồi. Ông này quả nhiệt tinh như tôi. Quả nhiệt tinh. Không phải sạch. Không sợ nào hết anh em. Với cái lượng giáp mà tôi bút cho ông ấy thì chắc là không phải sợ. Về. Về anh em, về anh em. Chiến thuật là chỉ ăn mạng không đẩy trụ. Ui. Ui, hay rồi, hay rồi. Hay rồi. Lên thêm một cái món sức mạnh kỹ thuật nữa đi. Chúng ta sẽ lên cái nọc phút phép. Đã có giáp vị sĩ rồi. Nào, đánh luôn cây xa. Trời ơi. Làm mắt thằng em tôi à? Anh em thấy không? Ông này nó bị mất máu đâu. Bắt tôi à? Bắt tôi sao mà chết được tôi? Đánh tôi à? Xúc bọt cho ông này pentakill luôn. Pentakill, pentakill. Ờ, thằng kia đâu rồi? Chạy đâu rồi? Cái xa đâu? Đi săn, săn nó. Xa không chịu đi săn luôn. Hai thành viên thôi mà chúng ta đã đánh được rồi. Hỗ trợ 45 luôn. Đâu rồi, đâu rồi? Bạn tôi đâu, bạn tôi đâu? Không sợ. Không sợ. Đứng cao cho tôi. Bảo đúng cào. Không sợ bố con nào hết. Mang trụ ạ. Mang trụ luôn. Anh em được không? Lên xin hỗ trợ. Đừng có đùa. Trời ơi. Ui dồi. Ok, về 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 về. Quá nhiều giáp, anh em thấy không? Quá nhiều giáp. Anh Cường làm gì vậy? Anh Cường, anh tưởng ông ấy chết cho nên là anh vào hỗ trợ tí. Mà mình nghĩ là ông ấy có kiểu E để có thể bay qua được. Nhưng mà sợ mình, ông ấy ấn không kịp ấy anh em. Cho nên chúng ta cứ gọi là hỗ trợ cho nó tình cảm đồng đội anh em đúng không? Đấy. Quẩy hết. Quá nhiều giáp. Win đi anh. À chắc là bạn ấy bận rồi. Bạn ấy bận được chúng ta nên win thôi mọi người ơi. Bạn này có công việc. Ok. Ok win rồi. Anh nào đang xem thì đừng quên gọi là kéo xuống ăn like đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. 50 gọi là hỗ trợ.